kem của quý khách đây ạ. Lựa đi, đổ nhiều sô-cô-la vào. Nữa, nữa, thoải mái vào. Ok, được rồi đấy. Dạ vâng ạ, chúc quý khách ăn ngon mi ạ. Thưởng thức thôi nào. Lò quá. Ơ, nhìn gà rán có vị ngon thế nhở. Lê Vi, em làm rơi cái gì kia? Chị Trang, chị ăn gà rán của em à? Chị có biết gì đâu, mép chị vẫn dính thịt kia kìa. Này, chị làm gì đấy? Xin lỗi nhá. Đó biết có món ăn kèm, tặng thêm cho hai cô ạ. Tôi không ăn, cảm ơn. Đây, 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 cảm ơn nhá. Có chuyện gì thế? Chị bị heo nhập rồi. Chắc phải mới mua đẹp thật. Thử xem nào. Come on, yeah! Biết thế mình đặt sai to hơn. Tất cả là tại mày. Dù sao mình cũng không thích nó. Đúng là thích kết, không thể bỏ lỡ. Thôi xong rồi. Ui, xin lỗi nha. Thôi kệ, chả sao. Nhìn đĩa khoai tây ngon thế. Nhưng mà mình phải ăn kiêng. Ơ, Trang ăn kiêng à? Đến đây nào, đến đây nào. Em khoai tây ơi, đến đây với chị nào. Wow, chúc em thật là ngon. Không được. Đói quá. Mình phải xem hình hamburger để cho đỡ đói thôi. Vẫn đói. À, có rồi. Kẹo mình giấu trong cặp. Vẫn còn. Tôi là cải bắp dễ thương đây, hãy ăn tôi đi. Thật là bất lực mà. Bà ơi, cháu sang chơi với bà đây. Cháu yêu của bà đấy à. Để bà lấy đồ ăn cho cháu nha. Đồ ăn ngon dưới đây. Này, cháu của bà ăn đi nhá. À, lại rau lứa hả bà? Bà biết cháu đã ăn kiêng. Ai yêu tôi cả. Nhìn miếng thịt này đi, chả ngon gì cả. Wow, ngon thế. Nè nè, ăn kỹ không tốt đâu. Đứng ăn, đứng ăn. Nè nè, đứng ăn nữa. Nhớ đồ ngọt quá. Này chị Trang, chị không cần phải ăn kiêng nữa đâu. Chị đi ăn đi. Thật á? Phải chạy thật nhanh, về nhà ăn mừng thôi. Nếu các bạn có tín đồ của ăn uống thì hãy like share cho mình nhé.